Ôi, chào các bạn nhé, mình là Thái. Hiện tại bây giờ mình đang có mặt tại lễ hội Ba Sơn thuộc xã Xuân Lễ nha các bạn nhé. Cái xã này thì nó giáp với Trung Quốc. Nếu mình có hỏi thì có cách Trung Quốc khoảng tầm khoảng chục cây đó các bạn nhé. Và ở đây có rất nhiều các đồng bào dân tộc, đặc biệt là dân tộc Nùng và dân tộc Tày, Nùng rất là nhiều các bạn nhé. Bây giờ hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi xem khám phá cái lễ hội ở cái khu vực giáp biên giới của huyện Cao Lộc ấy, xem nó có những cái gì nhiều. Đây nha các bạn nhá, ở phía dưới mình đang đứng ở trên cái sân khấu tổ chức lễ hội, và phía dưới này là những cái bàn đại biểu và có cả tổ chức cả hội cắm trại, cuộc thi cắm trại sao. Và cái lễ hội này thì được tổ chức vào ngày mùng 5 tháng 2 âm lịch. Mình nghe nói là được tổ chức khoảng tầm 3 ngày cơ. Mùng 5, mùng 6, mùng 7. Đây mình sẽ đi quanh cho mọi người thấy một chút là cái đây là cái trại. Ở kiểu dạng như là các cái chi đoàn nào đó ở trong xá này. Và họ đến đây họ thi cắm trại với nhau. Đây nhá, đây là những cái trại. Đây, bây giờ đang tổ chức cắm trại luôn, chấm trại luôn rồi. Nói chung là nhân dân Lạng Sơn nói riêng, đây là những thực phẩm gắn liền với cuộc sống hàng ngày và làm nên giá trị kinh tế và văn hóa như rau cải lần, rau xanh, bò khay, cà cây, cà chua, trứng, ngô, cà rốt, măng tươi và măng ớt, vân vân. Đây này, có cái đặc điểm là ở đây nhá mọi người nhá, mình có thể nhìn thấy mọi người là mọi người ở đây là toàn là ruộng hết thôi, và có một cái đường ở giữa kia đi lại thì mọi người cứ bày, mọi người đem đồ ăn đến hay là những cái trò chơi bày giải hết qua hai cái mé này, ai có nhu cầu ăn thì có thể ghé vào đấy thôi. Hội này mình thấy từ đây kéo dài xuống tít dưới kia luôn, kia là cái khu cái cổng chào vào ấy. Thôi mình cứ đi nhá, vừa đi vừa có gì hay hay mình giới thiệu cho mọi người luôn. Đây rồi, mọi người vẫn đang tiếp tục đổ lên trên này rất là đông. Và tầm này nó rơi vào khoảng tầm hơn 12 giờ và mặt trời ở phía trên nó rọi đầu. Nắng quá. Sáng nay mình đi nó hơi lạnh một tí cơ. Hơi lạnh nên là mình lại mặc khá là nhiều áo. Bây giờ rất là nóng. Đây nhá, bây giờ mình đang đi ở cái đường bờ ruộng luôn. Đấy rồi, mọi người đấy, mọi người cứ giải những cái hàng ăn ra như thế này. Và ai có nhu cầu thì có thể ghé vào đây ăn. Đa phần toàn là đồ ăn chín, bánh mì này, thịt xiên này, chân gà và các loại nước. Đây này, ở trên này thì mọi người có thể nhìn thấy là một cái bộ trang phục của người Nùng. Và ở phía trên có một cái khăn màu xanh nhìn, và cái áo cũng có cái viền xanh nhìn nó khá là đặc trưng và nổi. Đây cũng là lớp quay. Thì cái lễ hội này thì hôm qua là ngày mùng 5 thì nó diễn ra, nó có nhiều chương trình hơn các bạn nhé. Hôm nay mình mùng 6 mình mới vào được, nên là hôm nay chỉ là mọi người đi chơi thôi. Ôi, nó khu. Đây nhá, mình cứ đi một lúc nữa là ra cái đoạn đường to ngoài kia. Thì ra ngoài đấy thì cũng bày bán những cái hàng, gian hàng ấy đấy thôi. Đây, các em nhỏ rất là thích chơi những cái trò chơi như này, ném bóng. Đây, bên này có những chị có bộ quần áo Nùng khá là đẹp.
Mạnh ơi, chú bảo hoàng mang hoa đây giải vi phạm đấy. Thường cái lễ hội ở trên ở các xã ở trên Lạng Sơn ấy thì thường rơi vào tầm buổi chiều, tầm khoảng 2 giờ đến 3 giờ thì mọi người sẽ đổ vào đây chơi đông hơn nha các bạn nhé. Nếu bạn nào muốn trải nghiệm cái kiểu đông người đi chơi hội và có những cái bộ quần áo đặc trưng người Nùng nhiều thì cứ đi vào cái tầm khoảng tầm đấy thì nó sẽ được tắm rất là nhiều. Đây, các em rất là thích, sẽ không có mấy khi được chơi những cái trò chơi như này, chắc chỉ có hội mới có thôi. Đây lợn quay, đi đâu thì cũng không thể nào thiếu được cái món này. Đây rồi, mình đã ra đến ngoài đường. Đây thì lần quay. Đây, mình sẽ xem nào, lên trên này trước nhá. Lên trên này ngắm hội trước, xong rồi lát nữa mình sẽ quay ngược ra. Đây là ra cái trục đường chính thì mọi người đi chơi đông hơn. Rồi nhá, bây giờ mình sẽ đưa mọi người đi ra phía bên mé bên đường này nha các bạn nhá. Mình vừa mới lên phía bên trên rồi. Ở trên kia có một đoạn ngắn rồi. Ôi, đi lang thang dạo quanh hội xem có gì không. Tầm trưa nắng này nhưng mà mọi người vẫn đi ra ngoài vào đây chơi rất là đông. Lát nữa mình sẽ ghé vào đâu thưởng thức một chút những cái món ăn ở trong này. Bên này như là quán phở ấy, các loại đũa, đây là các cái dụng cụ để ấy thông, tạo nhựa thông, nói chung là như thế. Đây rồi, một đoạn kia mọi người có thể nhìn thấy cái cổng chào kia là cái bắt đầu cái cổng vào ở cái lễ hội này. Và rất là nhiều lượn quay, có thể nhìn thấy bên này nhiều lượn quay. Thôi mình sẽ đi đến cuối, đến cái tầm dưới kia xong mình sẽ ghé vào chỗ nào để ăn. À, đây này, khu này rất là nhiều thịt lợn quay luôn. Đây là quay. Con này to chưa? Bên này đây. Nhìn là thấy giòn rồi. Đấy, tách ra nhìn thấy giòn rồi. Hôm nay là chuyên lên hình đấy. Trên mạng đấy. Đấy là. Thế là chú cũng xem à? Ờ, trên mạng nhiều đấy. À thế à? Rồi em mới mua lại. Cứ xem lên TV là thấy mặt này. À, thế à? Thế chết mặt chai hết cả mặt rồi đấy thế à? Con hạ nó phải có bao nhiêu mặt con bé? Con này giòn đấy chú nhỉ? Giòn bì đẹp mà con bì đẹp này là màu là rất đẹp. À. Màu đẹp. Màu đẹp đẹp xong là cái chất lượng nó là bảo chín. Đúng rồi. Con này là ngon ngon đúng không? À, ngon. Thấy nhiều người tâm tia con này lắm. Nhiều người ngắm là nó bảo là lấy con. Ờ đấy. Giả con. Giả con là lấy giả con. Nhiều người ngắm con này quá. Chưa bảo nó bao một đôi ra đi. Cho đây, cho em để cho anh em ngồi đó. Làm bao nhiêu cân hả chú? Làm tầm 2 cân. 2 cân vỏ. Cân dưa đúng không? Cái đằng dưa này mà. Cái đằng dưa đâu? Không có đằng dưa. 2 cân gì nhỉ? 2 cân. 2 cân à? 2 cân. Ây da. 4 cân đấy nhỉ, thế à?
Wow, nó bắn đây. Này, nó tổng trắng không? Ờ. Tổng trắng không? Hả, nó đúng mà vậy, nó đúng mà vậy. Cái trọng phát của nhà rồi hả kế? Cái trọng phát nó đúng mà vậy. Ờ, lộng ra. Lộng ra. Bên kia có một chú nữa kìa, vừa chặt xong. Con này xoay cái lôn mà để xoay á. Bắt đầu là chía mà đeo á, tắm á. Chía mà là hẳn đeo á, tắm túi á. Kẹo lắm á, anh ra pháo con này. Mua ăn thử mà. Nó nhìn giòn đấy nhỉ, cái bì. Chú ngồi ở trên này à? Tham bấm. Đây vào chụp cái, vào chụp cái. Tí nữa. Mười lột từ ba chụp để tối nay lên máy à? Lên TV để chơi ấy à? Tí nữa quay rồi. Tí nữa quay cái nào? Để tí vào quay cái. Tí nữa chúng ăn đi. Quay hồi này. Đi quay xong tối nay lên mạng nữa rồi. Rồi bọn anh em mày cũng ấy mà. Wow, rồi, đây, okay. Nghệ thuật kia. Ờ, nghệ thuật đấy. Cái này là nghệ thuật. Đây, các bà con đang mua cái gì này? Cái vải này. Các cụ. Anh chị quán đi đâu? Ăn đi đến đây. Ăn này vải, cũng là vải gì đấy. Ồ, những cái đồ gì, đồ vải. Vải, cái khăn đấy kiểu này các bạn này. Bán rất là nhiều, bên dưới cái bộ quần áo của người Dao. Nóng quá. Đây nha các bạn nha, ở cái khu này rất là nhiều người ở đây mua lợn quay và đến đây ăn uống. Đây bên mé bên này và một loạt bên này. Đây bên này là các chị đây. Các chị ngồi đây ăn lợn quay. Có bộ quần áo mà của người Nùng rất là đẹp và dài suốt xuống bên dưới kia. Bọn đây nói gì tôi biết hiểu chưa? Khanh ngoại đúng không? Chim cút. Chim cút. Xin cút chào, chào mớ này. Khách ngoại quốc. Đó. Đấy nha các bạn nha, mình vừa mới đi chơi hội xong rồi thì mình sẽ ghé vào quán ăn một chút đồ. Đây hôm nay mình sẽ ăn chim cút quay. Đây là chim cút quay. Ở đây là bánh mì, đây là xoài ướp. Mời các bạn ăn đồ với mình nhá. Đây là mắc mật á, người nhìn tới rồi. Cháo giòn hết rồi. Cái món chim cút quay này người Trung Quốc họ rất là thích ăn nha các bạn nhá. Không biết kiểu gì mà họ mua nhiều á. Tại mình vừa mới đi lanh quanh lễ hội chơi xong rồi. Lễ hội ở trong này là xuất lễ. Thì mình vừa ăn ở đây xong. Và video của mình thì đến đây là kết thúc rồi các bạn nhá. Nếu bạn nào thấy có thể hay hay là góp ý mình thì có thể comment ở phía bên dưới nhá. Đóng góp ý kiến cho mình và nhớ đăng ký kênh và ấn cái chuông để có thể đón nhận những cái video mới nhất của mình. Đây là bên này mọi người vẫn đang ngồi tiếp tục ăn nhá. Còn chào.